hit me. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chơi mù. Yeah. Mù thì mang nhánh 9 rồi, còn ai xịn sò thì cầm nhánh 6. Mình cũng rất là nhìn chứng kiến cũng rất là nhiều người cầm cái nhánh 6 cho chị mù. Cũng người kiểu bất tử luôn, bật chế độ bất tử, công tắc bất tử. Xông pha các thứ ra cứu người như thật luôn. Rất là dũng cảm, nhưng mà mình không có đến đạt cái cảnh giới đấy, cho nên là thôi. Rồi ôi, thiệt luôn á. Mấy đứa đã sửa máy chậm đi, lết lê cũng đã chậm rồi mà gặp bà nhẹ nữa, khổ. Cái tấm thân vàng ngọc mà phải đi cai nhện cũng khá là đau nha. Các bạn thấy chị Mách không? Mình thấy mù còn đỡ nha, thấy cái chị Mách ấy, ui, nó leo cửa sổ, leo ván, leo đủ thứ, leo bốn chân luôn. Có những lúc mà lết cái đít vàng ngọc sang cái cửa sổ ấy, ui sốt, sốt cả ruột luôn. Cảm giác như là slow motion tua 0.25 gì đó. Nhìn nó mệt mỏi. Lúc nào mà nó cứ lết cái đít sang cái cửa sổ là lúc đó mình phải la lên kiểu gồng. Gồng nhanh lên. Sốt cả ruột. Giờ thì các bạn thấy là mù ấy, rất là sướng. Các bạn canh me khi nào mà Hunter đập ván ấy, các bạn gõ cái gậy một cái là nó có cái nhánh 12 giờ chung chung luôn cái nhánh phá ván. Thì dĩ nhiên là các bạn đập gậy xuống thì nó đập phá ván rất là chậm, giống y như không lên luôn. Nên là đây là một cái mẹo khá là hay. Hoặc là leo cửa sổ chẳng hạn. Ôi ôi, sợ hãi các thứ. Nếu như các bạn cai tốt thì để cho mù đi sửa máy. Thì đây là một cái cô cân tim cũng khá là ngon đó. Mỗi người sẽ có những cái vai trò trách nhiệm khác nhau đó. Cho nên là để mình đi sửa máy cho là ôi chết, không cứu kịp à. Không có lên phiền muộn nữa đó má. Tại vì mình đang sử dụng cái 1-1 mình chơi. Gặp nguyên chị Nhật Bổn. Hiến luôn à. Thấy bà nhẹ đứng im kìa. Thôi hiến lấy hòa cũng được. Đi cứu kìa. Ok, ổn nhờ. Trời ơi, không có lên cái nhánh phiền muộn hết trơn á. Chả biết đâu mà mò. Ô, nó vào đây. Ê. Leo. Đập cái ván cho chị nhẹ nó sướng ghê luôn á. Cảm giác nó đã gì đâu á. À, vậy là chủ tế thoát luôn à. Ngon nhở. Rồi. Mình sẽ lãnh con nhện to bự. Chị nhện ít bự. Ui. Sợ thế. Ôi không đập ván được. Á. À. Ui. Eo ơi, con nhện đít bự tà đạo. Trời ơi, gõ tẹt rô dễ như chơi luôn. Sợ quá đi. Ở bên Trung thì những cái bộ skin C bình thường á là của sao ạ? Ồ, đóng gói bao bì sản phẩm đi ship hả? Thì cái mặt của chị nhện được thay đổi bằng một cái mỏ chim mọi người. Nhìn nó vui vui. Thường thường mấy cái mà kinh dị thì sẽ bị chuyển thể sang những cái hướng khác à. Mình cũng không rõ cái mặt chị nhện này, mình thấy cũng khá là bình thường. Đâu đến nỗi ác độc kinh dị gì đâu. Ôi ôi. Yeah. Thực ra thì nếu mà nhện chói mình như thế bằng trong kén á thì nó đánh trúng kén thì cũng giống. Trời ơi. Nó đi nhanh thế. Như con điên ấy. Ui giời, ôi nó khều cái chân ra kìa. Ui.
Chịu, quả này chịu. Nếu mà nó chói mình ở trong kén, nó bao đóng bao bì sản phẩm á, thì ví dụ như nó đánh ở trong kén thì vẫn tính như là một đòn đánh trên ghế tên lửa ấy. Đề tiện ghê, ném mình vô đây để body block đó. Ai cứu mình không? Các bạn đừng có lăn như mình nha. Lăn như mình như thế này sẽ rất là nguy hiểm. Mình nghe nói là nếu mà lăn vậy là chảy máu cũng rất là nhanh. Ai cứu mình không? Ô, thuyền phó tới. Yeah. Ui. Body cho mình bạn ơi. Mình sắp chết rồi đó. Mình một lần nữa luôn. Cái gì nổ máy vậy? Đã quá đi. Ok ok, tới liền tới liền. Tới liền nè. Ủa? Đầu hàng ngang xương một cách gọi là trắng trợn, không hiểu lý do vì sao luôn. Trời đất ơi. Hello, mình quay trở lại rồi. Và Mù thì các bạn thấy là một nhân vật sửa máy rất là hay. Mình thấy Kai cũng rất là ngon ấy. Kai thuộc dạng ngon chứ không phải rất ngon. Bởi vì là tốc độ của chị này cũng không được ok lắm. Thứ hai là leo trèo cửa sổ ván nó cũng phải cẩn thận. Nó cũng hơi bị lâu lâu chậm chậm ấy. Núp đã, núp đã. Sợ mọi người, sợ xỉu. Để cho mình bình yên sửa sang một máy hoặc là hai máy đi rồi. Muốn đại chiến thì khô máu gì cũng được. Chị Hương Sư bị dí à? Nếu như bạn nào không vào được game giống như mình á, hoặc là bị lag ping khoảng 300-400 thì có thể sử dụng cái app 1.1 ấy. Mình thấy cũng khá là ổn. Mà sao nhiều người chơi thì họ lại bảo cái app đó bị lag thì mình cũng không rõ lắm. Nói chung là nó cũng không có hoàn toàn gọi là xanh, nó chỉ cam cam giống y như mình đang dùng này. Nhưng mà coi một số bộ phim ở trên YouTube thì nó bị cấm bản quyền, cấm vùng. Kiểu mình đổi vùng rồi thì mình không thể xem được. Cũng không biết là những cái bạn ở nước ngoài giống như cái app 1.1 này nó fake sang Nhật, thì ví dụ mình ở bên Nhật mình có xem được những cái kênh ở Việt Nam không thì mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng rất là thèm đi nước ngoài. Nhưng mà không có nghe bảo đâu là phải áp dụng, rất phải có đủ điều kiện được đi ấy. Ví dụ như các bạn phải chứng thực xem là bạn được bao nhiêu tiền, phải không? Mình không rõ lắm, nhưng mình cũng có nghe loáng thoáng như thế. Rồi họ mới cấp visa cho. Đó. Trời ơi. Bao nhiêu tiền mới đủ trời. Ngày trước thì cũng hay nói chuyện với cái bà thím, thì bà này bà cứ hay bảo là bà muốn đi Phượng Hoàng Cổ Trấn ở bên Trung Quốc. Lúc đấy thì mình cũng chỉ biết Trung Quốc chắc là nổi tiếng ở cái Tử Cấm Thành thôi, chứ làm gì có cái Phượng Hoàng Cổ Trấn nào. Cho đến khi mà search Google xong công nhận là đẹp thiệt. Mình đang nuôi ước mơ gọi là đi Phượng Hoàng Cổ Trấn với bà thím đấy, nhưng cuối cùng các bạn biết sao không? Dịch bùng lên cái cũng thấy dẹp luôn. Lên lại các thứ rồi chứ. Nhưng mà dịch phải chịu thôi. Nhưng mà đối với một người mà kiểu chưa đi ra nước ngoài bao giờ, nội đi trong nước mình cũng đã thấy lo lắng rồi chứ nói gì đi ra nước ngoài. Nhưng mà con người yếu đuối mỏng manh dễ vỡ như mình thì chắc là có đi du lịch xa thì đi theo tour cho nó an toàn. Có người hướng dẫn. Nhưng mà đi du lịch theo tour thì dĩ nhiên nó sẽ không có được thoải mái về thời gian. Nó rất là gò bó. Với lại mình bị phụ thuộc vào cái người quản lý ấy. Thứ hai là vào trong những cái đoàn hành khách nữa. Thường thường sống với lại chơi bởi trong môi trường tập thể thì nó nhiều cái phức tạp lắm. Nhưng mà lạ nước lạ cái thì dĩ nhiên là mình phải theo họ rồi. Mình không thể nào mình xa rời vòng tay của họ được. Ôi, sửa máy tiếp. Trời ơi. Chị họa sĩ ăn ăn tượng liền liền luôn. Cứ lên ghế ngồi hoặc là đồng đội đi cứu, nó muốn làm gì thì làm đi. Ôi dồi ôi, tới công chuyện rồi. Tới việc của mình làm rồi đó.
Trời ơi, lắm tượng thế. Nó kìm nén bao nhiêu lâu nay nó xả hết lên mình này. Úi giời ơi. Đây. Daddy. Cú lừa. Trời ơi, đi đi chị. Được. Đây. Hãy nhìn đi. Tỉnh chưa? Có vẻ vẫn chưa mọi người. Ủa? Mình nghĩ quả đấy phải đuổi họa sĩ mới đúng chứ. Họa sĩ một lần nữa là chết rồi. Hên vãi. À. Ui dồi. Và đây đập ván đúng mất máu luôn á. Không dám đập. Trời ơi. Tượng vừa thôi. Sắp hồi gậy rồi. Mình chuẩn bị phang gậy vô đầu nó nè. Gõ pong pong. Ê mình. Chào ơi. Lì. Mình cực kỳ không thích cái hòn mà sau cái ghế tên lửa đó nha. Nó rất là vướng luôn á. Nhưng mà game nó mặc định như vậy phải chịu thôi. Nhiều khi cay rất là khó chịu. Cứ bị va vào cái hòm. Mình cá là nhiều người cũng giống y chang mình luôn. Ủa trời, tôi cay được hai máy rồi nè trời. Đã úi. À. Đừng. Đừng, chết rồi. Nó nhai hết ván rồi. Nó nhai hết ván rồi. À. Mày ăn cái ván gì mà ăn dữ vậy? Hết ván là hết chỗ chơi luôn, bạn thấy không? Hết ván là hết khu cai liền. Mà mình không có đảo đi được. Nó đi nhanh quá luôn. Tới công chuyện của họa sĩ này. Yeah. Hay. Tượng xịn xỉu. Ủa, nó đuổi họa sĩ luôn rồi. Chết rồi, mình phải đi body block cho họa sĩ thôi. Máy mới được có năm mấy hả? Tại vì họa sĩ một lần nữa là ra đi rồi. Mà giờ không cứu để ổng ấy chết thì dễ bị hòa lắm. Ủa đâu rồi, mới thấy chạy ngang qua đây xong. Đây. Tưởng đuổi mình chứ. 71 còn hai mấy nữa. Cố lên. Có gì gục thì ra đè hiêu được. Nói chung là nó cũng có rất là nhiều cách. Một là đỡ đòn. Mà đỡ đối với tượng hay bonbon rồi nó khó lắm. Ủa bên đây đông vui nhở. Như hội chợ ấy. Ủa đã lại đuổi sang lính thuê rồi. Như một trò đùa vậy. Ok. Lính thuê kêu nổ máy mọi người. Nổ máy luôn. Nổ máy đi. Nó đang tạo tượng rồi. Nổ máy luôn. Ok, chạy. Giết nó đi. Ủa sao không có cái chế độ nào cho Hunter chơi với nhau nhở? Mình nghĩ là phải có một cái chế độ nào đó thì những người main Hunter thì họ sẽ có thể là sử dụng Hunter để chơi bời với nhau nó vui. Thông thường đa số mọi chế độ toàn áp dụng cho survival là nhiều. Hunter nó đóng vai trò gọi là cản bước trong những cái chế độ giải trí thôi. Chứ nó không phải quá nhiều về cái giết người giống như là 4-1 rồi tới công chuyện của mình luôn. Chết luôn. Rồi xong. Mình biết mà mình không thể nào thoát được đâu. Một thọt chi trời. Đi trước đi. Suy cho cùng thì mình vẫn phải chết. Tôi khổ quá đi.
Ủa có tha không trời, nhất thì nhất luôn đi, để người ta còn biết người ta ấn đầu hàng cho nó nhanh. Còn thả thì để biết đường người ta tự hiêu nè. Trời ơi. Ủa là sao má? Sống dây, đi tiếp. Ủa nó không tha, nó không tha, bực ghê, đầu hàng chứ rồi. Tức ghê. Và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Cứ tưởng chị Hân tha nhưng mà không, chị không tha, thôi đón đầu hàng cho nhanh. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.